Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo báo Dân Trí, nếu người mua vàng miếng SJC tại đỉnh kỷ lục 12 tháng 3 với giá 82,5 triệu đồng trên lượng thì nay bán ra với giá 79,4 triệu đồng trên lượng. Giá vàng giảm khiến người mua lỗ ngày 3 triệu nếu nhảy vào lúc đỉnh. Ghi nhận giá vàng hôm nay 21 tháng 3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 79,4, 81,4 triệu đồng trên lượng mua, bán, giảm 300.000 đồng mỗi chiều so với lúc mở phiên. Khoảng cách giữa chiều mua và chiều bán là 2 triệu đồng. Vàng nhẫn được niêm yết tại 67,5, 68,7 triệu đồng trên lượng mua, bán, tăng 50.000 đồng mỗi chiều so với trước đó. Theo Reuters, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC quyết định không nâng và giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 5,25 đến 5,5, mức cao nhất trong vòng 22 năm qua. Trong 4 phiên họp trước, cơ quan này cũng đã giữ nguyên lãi suất. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã nâng lãi suất 11 lần kể từ tháng 3 2022 để kiềm chế lạm phát. Mặc dù trì hoãn, nhưng Fed đã có kế hoạch về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, có thể là 3 lần và thời điểm bắt đầu là tháng 6. Phải chăng từ những quyết định này mà thị trường vàng có những biến động? Cụ thể, trên thị trường quốc tế, giá vàng lập đỉnh kỷ lục mới tại mốc 2.204 USD, tăng 47,7 USD so với giá mở phiên 20 tháng 3. Trong phiên trước đó, giá vàng dao động quanh mốc 2.150 đến 2.163 USD trên ounce. Giá thế giới đang rẻ hơn trong nước 15,1 triệu đồng trên lượng với giá vàng miếng và 2,4 triệu đồng trên lượng với vàng nhẫn. Thông thường, Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ có nhiều lần hạ lãi suất khi vào chu kỳ nới lỏng tiền tệ. Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng sụt giảm khó tránh khỏi của đồng USD so với nhiều đồng tiền khác. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, chính Ngân hàng Trung ương cũng không xác định rõ thời điểm, nhưng ông dự báo việc hạ lãi suất vẫn sẽ diễn ra miễn là dữ liệu phù hợp với quan điểm của Fed. Quyết định của Fed hôm qua đã tạo ra lực mua mới trên thị trường kim loại quý. Giá tăng vọt khi nhà đầu tư bắt đầu dự báo Fed giảm lãi từ tháng 6. Tại Wall, một nhà giao dịch kim loại độc lập đóng ở New York, Mỹ cho rằng vàng đang nhận được lợi ích kép khi Fed vẫn dự đoán sẽ cắt giảm 3 lần lãi suất trong năm nay. Và các dự báo lãi suất cao hơn trong tương lai phản ánh một lo ngại thực sự rằng lạm phát sẽ khó kiềm chế. Việc người mua vàng lỗ 3 triệu đồng dường như cũng đã được nhiều chuyên gia nhắc đến với lưu ý hết sức cẩn trọng khi đu định giá vàng. Có những người lại có hướng đi riêng cho quyết định đầu tư của mình. Khi diễn biến giá vàng thay đổi liên tục từng giờ, nhiều nhà đầu tư cho rằng lựa chọn vàng nhẫn để đầu tư là giải pháp khá an toàn, ít rủi ro nhất trong bối cảnh hiện nay. Chị Mai Hương, quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng cho biết, trong bối cảnh lãi suất thấp, chị sẽ lựa chọn mua vàng nhẫn nhằm tích lũy tài sản. Vàng nhẫn cũng thanh khoản tốt như vàng miếng và giá phù hợp để mua hàng tháng hơn. Mỗi tháng, gia đình tôi đặt mục tiêu mua một chỉ vàng nhẫn để tích lũy. Giá vàng nhẫn mềm hơn vàng miếng, mức độ rủi ro thấp hơn nên vàng nhẫn là kênh đầu tư thích hợp nhất trong bối cảnh hiện nay. Chị Hương chia sẻ và đưa ra gợi ý. Nếu chọn mua vàng nhẫn, mọi người chỉ nên nắm giữ trong thời gian ngắn. Người mua cũng nên chọn mua vàng nhẫn ở các công ty vàng uy tín, có nhiều điểm giao dịch nhằm đảm bảo chất lượng và tính thanh khoản. Tương tự, chị Nguyên Vị, Thanh Xuân, Hà Nội phân tích, biến động của giá vàng trong nước chủ yếu chịu ảnh hưởng từ giá vàng thế giới và sức cung cầu. Khi giá vàng thế giới tăng đỉnh, giá vàng trong nước cũng sẽ tăng mạnh và ngược lại. Tuy nhiên, hiện nay, giá vàng nhẫn trong nước biến động bám sát giá vàng của thị trường thế giới. Nếu đầu tư vàng nhẫn, mức độ rủi ro sẽ thấp hơn so với vàng miếng SJC. Đầu tháng 1 2024, giá vàng nhẫn mua vào là 60,8 triệu đồng trên lượng. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã lời gần 7 triệu đồng trên lượng. Chị Nguyên Vị chia sẻ và lạc quan. Với đà tăng giá vàng như hiện nay, giá vàng nhẫn còn tiếp đà tăng. Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, các chuyên gia cũng khuyến cáo. Nhà đầu tư và người dân khi đầu tư vàng cần theo dõi biến động từng giờ của thị trường vàng trên thế giới và Việt Nam. Các chuyên gia đặc biệt khuyến nghị nhà đầu tư không nên lướt sóng ở thời điểm hiện nay, bởi thị trường vàng biến động rất khó lường. Nếu có ý định đầu tư vàng thời điểm này, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư và người dân nên ưu tiên vàng nhẫn trơn 4 số 9
thay vì vàng miếng SJC sẽ đảm bảo an toàn hơn về dài hạn, bởi chính phủ lại vừa có thêm chỉ đạo mới về quản lý thị trường vàng cũng như việc giám sát chặt doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do đó, trong thời gian tới, giá vàng SJC có thể giảm nếu ngân hàng nhà nước bổ sung nguồn cung ra thị trường. Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng không thể để cơ quan quản lý đứng ra kinh doanh vàng như hiện nay. Năm 2012, người dân dùng vàng để thanh toán nên ngân hàng nhà nước đứng ra kinh doanh độc quyền. Tôi cho rằng đây là giải pháp mang tính chất tình thế. Thế nhưng giờ đây không còn tình trạng vàng hóa nên không nhất thiết phải độc quyền, ông Cường nói, trả lại quyền tự do kinh doanh vàng cho thị trường. Theo ông Cường, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều phải bình đẳng như nhau. Thật vô lý, chỉ vì độc quyền mà chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC với các loại vàng khác lên đến hơn 10 triệu đồng trên lượng. Khi có cạnh tranh không còn ai áp đặt, giá vàng sẽ cân bằng. Nếu làm như thế, ngay lập tức giá vàng SJC hạ xuống ngang bằng giá vàng khác, ông Cường nói. Tiến sĩ Phạm Xuân Hoè, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Ngân hàng cho rằng hiện nay chênh lệch giá vàng miếng SJC với vàng trên thị trường thế giới lên tới 18 triệu đồng trên lượng, thậm chí có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng trên lượng. Đây là điều quá bất ổn, bởi khoảng cách chênh lệch này tác động tới tâm lý xã hội, có thể gây nên những rủi ro tiêu cực đến an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, nền kinh tế. Ông Hoè nói và cho rằng Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng ra đời 12 năm trước đã giải quyết được tình trạng lộn xộn của thị trường vàng lúc đó. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan độc quyền sản xuất vàng miếng, độc quyền trong quản lý xuất nhập khẩu vàng, nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, và SJC là thương hiệu vàng quốc gia. Cũng phải thừa nhận, Nghị định 24 được ban hành rất kịp thời và đã phát huy tác dụng khá tốt. Đến nay, khi thị trường đã ổn định, bình ổn, vàng cũng là loại hàng hóa, thế nên cần để thị trường vàng phát triển bình thường, ông Hoè nói. Theo các số liệu tổng hợp, từ các kênh đầu tư trong giai đoạn tháng 1 năm 2023 đến nay, cổ phiếu là kênh đầu tư vẫn đang chiếm ưu thế về hiệu quả sinh lời so với các kênh đầu tư truyền thống khác ở Việt Nam. Ví dụ, nhà đầu tư bỏ tiền vào lớp cổ phiếu có vốn hóa trung bình thì hiệu suất đạt được trong một năm qua là 42%. Đây là hiệu suất rất ấn tượng. Dù đứng sau nhóm cổ phiếu VN Midcap trong vòng một năm qua, vàng nhẫn cũng nằm trong nhóm kênh đầu tư truyền thống sinh lời tốt khi mang về mức lợi nhuận gần 30% cho nhà đầu tư cá nhân. Theo sau là cổ phiếu VN Index dương 24%, vàng miếng SJC dương 22%, tiền gửi tiết kiệm dương 4,7%, ngoại tệ USD dương 4%. Như vậy, nếu mua vàng miếng thì đầu tư vàng chưa phải là nơi mang lại nhiều tiền nhất. Với đà tăng phi mã của giá vàng thời gian qua, vàng đang lấy lại được thiện cảm của giới đầu tư như một kênh đầu tư an toàn nhưng vẫn ghi nhận lợi suất tốt. Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia về nghiên cứu và tư vấn bất động sản thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT, từ việc so sánh hiệu suất sinh lời của vàng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, lãi suất ngân hàng, cổ tức doanh nghiệp, trái phiếu, bất động sản, ngoại tệ, thì lợi suất từ vàng vẫn chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư. Đầu tư vàng chưa phải là nơi mang lại nhiều tiền nhất. Còn nếu nhắc đến kênh đầu tư bất động sản, gồm cả chung cư và đất nền vùng ven, hầu như không mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư một năm qua, thậm chí còn lỗ nặng. Đối với câu chuyện đầu tư, nhiều chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên nhìn vào bức tranh tài chính cá nhân tổng thể, bao gồm nhiều mắt xích như sức khỏe dòng tiền, dự phòng, bảo hiểm, tín dụng, thay vì chỉ nhìn đầu tư như một chủ thể riêng lẻ để đảm bảo đầu tư hiệu quả, tránh những rủi ro về việc mất vốn hoặc chôn vốn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.